Hello, cô Hồng xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em nha. Thì tiếp tục lại lên đồng hồ nha bác. Lên đồng hồ cho anh em và toàn thể tất cả bác chơi. Thì ngày hôm nay thì cũng về được một ít loa về máy âm thanh. Loa về thì em vệ sinh hết rồi em để kia mình chưa quay được cho bác. Quay đồng hồ trước. Để hết mấy cái lô đồng hồ này để quay tới loa để cho bác tạo yêu thích âm thanh để chơi. Thì đồng hồ thì em quay lên đồng hồ nam nha, đồng hồ nam nha bác nha. Đồng hồ nữ thì các bác nào cần thì alo em, giá thì từ 500k cho đến là hơn 1 triệu nha. Đấy, đồng hồ nữ dẫn dòng cơ pin. Đầu tiên thì em lên cho bác là một con thái cực âm dương cực đẹp. Con này là bác là tay nhỏ là bác mua cho nữ đeo cũng rất là đẹp này. Thái cực âm dương nha bác nha, đỏ và đen, dòng Senko Marel đấy. Này mùi máy gì đây, mười bảy giây nha bác, quá đẹp luôn. Cọc số ren cao mập và cọc số tròn góc 36912, quá đẹp nha. Con này đẹp keng luôn. Đều size nó là size cố, size nó hơi nhỏ tí. Size này các bác nữ đều rất đẹp nha. Hoặc là nam tay nhỏ nha. Quá đẹp. Đấy red cực kỳ là đẹp nha, mới luôn. 14k con phiêu. Con này size 32 năm, con này giá 3.2 nha mất, 3.200.000. Đó là chốt con này thì alo em, con cơ cót nha. Cơ cót. Đấy. Em video này thì em không tháo máy nha. Tháo máy rất là lâu. Nên là cái việc tháo máy thì cái bác cứ chụp cho em, chụp lại màn hình cho em. Còn các bác chốt nào em tháo máy em chụp gửi qua Zalo cho tất cả bác. Đấy, chụp qua cho nhanh nha. Rồi, lên cho bác một bộ dây da cực đẹp luôn. Dây da quá đã luôn nha bác nha. Senko 3.200, size 32 năm. Một con. Rồi, một con Senko mạch huyết. Senko mạch huyết nha. Senko Matic 20 Gwell. Bọc vàng toàn thân nha bác nha. Đấy, con này là auto. Automatic size lớn này. Đấy, bác nào thích mạch huyết thì alo cho em này. Quá đẹp. Đẹp tuyệt vời. Senko bọc vàng toàn thân nha, nước vàng không chê nó nào được hết. Từ chân càng, góc cạnh mạch tất cả là riêng nguyên bản nha. Nắm nút nó này, con này auto. Con này size 36 năm. Xe 36 năm nha, con này em để bác giá 4.700.000. 4.700.000 nha. Đó. Bác lên cho em cùng Senko Matic Auto mạch huyết 4.700.000 nha. Rồi một con Senko. Con này Senko Matic. Đấy, con này cũng bọc vàng toàn thân giống như con kia này. Giống như con mạch huyết nhưng mà con mạch con này nó độc hơn. Nó độc hơn. Rồi cảm tí nha bác nha. Con này nó độc hơn nha bác nha. Mạch nó là mạch sung Messi. Messi nha bác nha, Messi. Đó. Nước vàng còn cực đẹp. Con này chạy bộ máy 20G Senko Matic Auto. Đó. Mặt vàng toàn thân. Nước vàng cực đẹp nha bác nha. Vàng quá đẹp. Anh em là fan Messi thì sở hữu con này nha. Lên cho bác là một bộ dây da cực kỳ là chất lượng luôn.
nước vàng là còn đẹp kia. Đấy, nước vàng này là chưa qua spa nha. Nước vàng này mà đánh bóng lại là lâu đi qua là nó cực kỳ là đẹp luôn. Mới. Con này size 35 nha. Size 35, automatic size 35. Mặt maxi. Con này em để bác giá là 6 triệu 900 ngàn. 6 triệu 900 ngàn nha. Đó là chơi thì alo này. Sưu tầm con này, hàng sưu tầm nha. Rồi. Lên tiếp cho ca bác là một con này, con Senco Lockmawell đời cao cấp của hàng dòng cao cấp của hãng Senco nha. Đấy, 23 GW mặt bao công hai lòng kim đĩa. Đấy, cái đĩa trong nó xoay nhau, nó xoay cái dấu hoa thủy này. Dấu hoa thủy này là cái kim giờ nhé. Senco Lockmawell. Đấy, các bác nào chơi đồng hồ cũng biết nha. Dòng Lockmawell là dòng đời đời cao của dòng Senco. Con này chạy dòng máy cơ cốt nha. Quá đẹp, nước vàng đẹp kia, bọc vàng toàn thân nha bác nhé. Bọc vàng toàn thân. Con này kim đĩa nó rất là hiếm nha bác. Dòng kim đĩa nó cực kỳ là hiếm nha. Dòng Lockmawell dòng đời cao nha. Con này size 35 năm. Size 35 năm nha. Giá con này em để bác giá là 7 triệu 500 ngàn. 7 triệu 500 ngàn nha. Một con Thụy Sĩ này, đưa cho bác một con Thụy Sĩ này. Con này là con Moto Hammond. Đấy, con này 25G. Mặt hai lòng, mặt nó thì nó có vết vết theo thời gian ra này. Đó. Con này size to, mặt hai lòng, bọc vàng cực kỳ là đẹp nhé, vàng toàn thân, hàng Thụy Sĩ nhé. Đấy, bọc vàng toàn thân. Con này size 365 nha bác, size 365. Cơ cốt. Con này em để bác giá 4 triệu 200. 4 triệu 200 nha. Rồi. Một ba lên cho bác là một con su nữa này, một con su Nhật Senco 17G Senco Matic Victoria cọc số trò 1979, rất đẹp, nước vàng đẹp kia. Quá đẹp nha. Con này đáy SS nha bác nhá. Con này như auto luôn phải. À con này auto luôn nha. Con này automatic nha bác. Automatic. Cọc số trò luôn. Senco. Con này size 35. Xe 35 nha, con này em đưa bác giá là 6 triệu 500. 6 triệu 500. Đó. Hai con này này, hai con này là nó như nhau này, nó một size này. Nó một size nhau bác nhé. Đó, nó cũng là mặt su. Một con này thì nó bọc vàng. Con này em đưa bác giá 6 triệu 9 này, bọc vàng toàn thân. Con này 6 triệu 5. Con này DSS nha. Đó, hai con đều là Senco. Dùng Senco Matic size 35 và tự động nhé.
Em lên một con cơ cót. Một con cơ cót cho tất cả bác. Đó là con lộc da. À, mạch xanh hai lòng. Lòng ngoài hoa văn cực đẹp nha. Tại bộ máy 21 CVL con này của Thụy Sĩ. Quýt mắt này bác của Thụy Sĩ nha, thân niềng vàng còn rất đẹp đó, niềng rất mỏng nha, quá đẹp. Con này cũng bọc vàng toàn thân này. Bọc vàng toàn thân nha bác nha đó. Này là nguyên bản này. Này em chưa đánh bóng lại nha bác. Đấy, các bác cần thì em sẽ đánh bóng lại cho nó lâu lại cho nó sáng đẹp. Nguyên chất vàng nữa. Lâu da squid. Con này như là đáy đốc nha. Quá đẹp. Con này size 35 năm. Size 35 năm giá 5.600.000 nha. 5.600.000 size 35 năm mặt hoa văn cực đẹp nha. Đó. Một con Senko Faraday. Đấy. 21 giây. Mặt mặt dưới mặt thế mặt trời ấy, ngồi không gian quá, sao sao rất đẹp này. Đó, nhìn nó giống như ở ngoài không gian ấy. Mặt đọc nha, rất đẹp, mặt dinh nó luôn á. Nước vàng là khó chê, nước vàng là không có chê điểm nào hết nha bác nha. Này là nguyên chất vàng, nó chưa qua lâu chùi. Đó là các bác nhìn nước vàng đó, các bác biết ngay. Góc cạnh là còn tranh đét luôn, rất đẹp nha. Con này size lớn, càng nó càng ôm, không càng ôm tay. Bọc vàng toàn thân nha, bọc vàng toàn thân. Con này size 36, em đưa các bác giá là 3.900.000, 3.900.000 size 36 nha. Size lớn, giá rẻ 3.900.000. Rồi còn rất là nhiều nha bác. Lên một con nữa này. Lên cho bác một con Omega. Một con Omega Smarter Debut. Mạch vàng mỡ gà trắng ti cực kỳ là đẹp nha. Nước vàng là còn nguyên bản, càng gãy không càng gãy, quá chắc nè bác. Dòng này là dòng cơ cót nấm zinc, quá đẹp. Squid Max con này chạy bộ máy vàng hồng, đáy đét nha. Đáy có logo con con này con gì vậy? Đó. Móng ngựa này bác. Master. Quá đẹp. Này quá đẹp luôn bác. Bác nào yêu thích dòng Omega này bác mua con này chơi như giá bình dân. Giá dưới 10 triệu đó. Omega. Size này size 35 size 35 nha bác ơi. Con này em đưa các bác giá 7.200.000, 7.200.000 size 35, có Omega luôn nha bác nha. Đó, có xịn luôn, có Omega 7.200.000 nha.
Rồi, đó. Tổng là 9 con, em lên cho bác 9 con. Đấy, video này lên tiếp cho bác 9 con nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Các bác lựa chọn con nào thì alo cho cô Hồng nha. Đó, quá đẹp luôn. Toàn là những hàng chất lượng này. Rồi, ok. Mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho cô Hồng qua số điện thoại là 0366487707 hoặc là 0393110459 nha. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video sau.